Chào các bạn đến với Nico Nico Channel. Mình là Annie, hiện sống ở Nhật. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm podcast này của mình nhé. Trong tập này, mình sẽ nói về chủ đề là tâm sự và chia sẻ về lần đầu làm cha mẹ. Lần đầu làm cha mẹ, ai cũng có những băn khoăn lo lắng của riêng mình khi có thêm một thành viên mới trong gia đình. Điều đầu tiên chúng ta phải làm đó là học cách trở thành cha và mẹ. Bài học này không phải chỉ học 1-2 ngày, 1-2 năm, mà chúng ta cần phải học cả đời. Khi mới sinh con thì có những bất ổn xảy ra vì sinh hoạt bị đảo lộn, những đêm thức trắng cùng với con. Những lúc này thì chúng ta cần phải làm gì? Có rất nhiều ông bố, bà mẹ trở nên hoảng loạn và hoang mang bởi tiếng khóc của đứa con mới chào đời. Mình xin chia sẻ về hành trình bắt đầu làm mẹ của mình. Khoảng hơn 5 năm về trước, mình sinh con ra tại Nhật, một mình 24 giờ cùng con. Đó là một khoảng thời gian khá khó khăn khi đứa con đầu của mình bị sinh non. Bé không thể bú được do cơ hàm yếu, và vàng da sau sinh làm cho bé dễ buồn ngủ. Lần đầu sinh con, tự mình làm hết tất cả mọi thứ và không có được sự tư vấn từ ai hết. Mình đã không đủ thời gian ăn uống và nghỉ ngơi nên cũng ít sữa. Trong khoảng thời gian đó thì bé bú 50% là sữa mẹ và 50% là sữa công thức. Con gái mình khi sinh ra bị vàng da thì khác với ở Việt Nam là cho con phơi nắng nè để hết vàng da, thì trong lúc ở bệnh viện con mình được nằm chiếu đèn. Khi ra về thì bác sĩ dặn rằng muốn hết vàng da thì nên cho con uống nhiều sữa nhé, để bé đi vệ sinh, khi đó vàng da sẽ bớt dần. Nhưng cần lưu ý là vàng da có hai loại. Một loại sẽ tự hết sau một thời gian, còn một loại thì cần phải điều trị. Các bạn lưu ý nhé. Sau khi sinh con thì cơ địa các bà mẹ thì có người lại có sữa về ngay nè, có người thì cần mất vài ngày để có sữa về. Nhất là các bà mẹ có sữa về chậm như mình thì đừng có nản lòng nhé. Hãy cứ tập cho con bú, vì trong nước bọt của trẻ sơ sinh có một chất để kích thích sữa về. Và cả động tác múc sữa của các con nữa cũng hỗ trợ cho việc mang sữa về lại đấy. Nhớ là kể cả không có sữa, cứ đúng giờ hãy cho bé bú đầy đủ cả hai bên. Trong khoảng thời gian này, để đảm bảo cho con no hơn, các mẹ hãy có kết hợp thêm sữa ngoài nếu cần nhé. Nhưng ngay cả trong trường hợp bị mất sữa hoàn toàn thì đừng có lo lắng. Giờ có rất nhiều loại sữa có thành phần như sữa mẹ. Quan trọng nhất lúc này là các bà mẹ ơi, hãy giữ vững tâm lý nhé. Lúc này rất nhiều bà mẹ sẽ mang tâm lý tội lỗi vì không có sữa cho con bú. Nhưng không có sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hãy cứ nuôi con theo cách của riêng mình. Đừng ngại ngừng và không được so sánh với các bà mẹ khác có đủ sữa hay những đứa trẻ có thể áp dụng phương pháp ăn ngủ easy. Mỗi em bé đều là những cá thể riêng biệt, có những cảm xúc riêng, mong muốn riêng cần được tôn trọng và chấp nhận. Có những đứa bé rất là dễ dàng, nhưng có những đứa trẻ lại khó khăn hơn một chút. Điều quan trọng nhất lúc này là lắng nghe các con thật nhiều để hiểu nhu cầu của các con hơn nhé. Cứ quan sát, kiên nhẫn một chút, từng chút một để hiểu được con nhiều hơn. Có một cuốn sách nói rằng nuôi con không phải là cuộc chiến. Thì với mình á, thì đó không phải là cuộc chiến với con, mà là cuộc chiến với những người xung quanh. Nên nghĩ lại thì mình cũng rất là may mắn. Mặc dù tự chăm con rất là cực khổ nè, nhưng không bị liên tiếp những câu hỏi tại sao thế này, tại sao không thế kia, rồi phải thế này, phải thế kia. Hãy cứ ôm con nếu bạn muốn, cứ bế con thật nhiều khi các con cần. Nếu các con muốn ngủ trễ hơn một chút xíu, hãy để cho con ngủ. Hãy lắng nghe xem con mình muốn gì, đừng nói với con, hãy trò chuyện cùng con nhé. Hãy cho bé thấy rằng bé chính là một công dân mới của đất nước này, với đầy đủ quyền được lắng nghe và tôn trọng. Với thế giới, con mình chỉ là một đứa trẻ thôi, nhưng với đứa bé thì bây giờ mẹ chính là cả thế giới đó. Dung lượng của tập podcast hôm nay đã hết rồi. Trong tập tiếp theo, mình sẽ nói về giấc ngủ, không gian ngủ cho các con, lý do trẻ con khóc,
Nếu như các bạn thích thì hãy bấm like cho mình nhé, và chia sẻ thêm cho những bà mẹ khác. Nếu cần thêm thông tin, hãy comment bên dưới cho mình biết nhé. Xin chào và sớm hẹn gặp lại các bạn.